Chào các bạn, tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Và bây giờ đã là 5 giờ 22 phút sáng rồi. Những người bạn nào mà thường theo dõi Nguyễn Tùng Sơn thì các bạn biết rằng là tôi khá là bận vào ban ngày, nên tôi thường sắp xếp vào những cái lúc đêm khuya để dành thời gian để quay video. Bây giờ là cũng khá là thấm mệt mỏi rồi, nhưng mà tôi vì cái năng lượng muốn thực sự giúp đỡ những các bạn để có thể học cách tự chạy được quảng cáo Facebook, nên bây giờ tôi vẫn tiếp tục và có thể là sẽ còn khoảng 5-10 video gì đấy, xong sau đó thì tôi sẽ kết thúc cái những cái phần này và sẽ ngay lập tức upload lên để chia sẻ cho tất cả các bạn, và chỉ mong rằng các bạn học tập một cách nghiêm túc. Trong video này tôi hướng dẫn cho bạn cách tạo tài khoản doanh nghiệp để chạy quảng cáo Facebook. Và nếu như ai mà chưa đăng ký những cái chuỗi video học phần thì có thể đăng ký ở phía bên dưới đường link mô tả của video, bấm vào đấy, điền thông tin email và tôi sẽ gửi cho bạn qua từng email một. Và đừng quên tham gia vào trong những group Facebook cũng như là kết bạn với tôi trên Facebook cá nhân, để nếu như bạn có những câu hỏi thắc mắc gì đấy thì chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Thì trong video này chúng ta sẽ phân biệt được rằng là những loại tài khoản quảng cáo. Thì chúng ta sẽ có hai dạng. Tài khoản đầu tiên đó chính là tài khoản quảng cáo theo dạng cá nhân, và tài khoản thứ hai đó là tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Thì tôi rất là mong muốn rằng là bạn cần hãy đăng ký vào tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Tại sao lại như vậy? Tài khoản quảng cáo cá nhân thì thực chất đó, nó cũng không khác gì tài khoản quảng cáo doanh nghiệp, nhưng nếu như bạn sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp á, thì bạn sẽ được cập nhật những cái tính năng về quảng cáo mới nhất và sớm nhất từ Facebook, cũng như bạn sẽ được sự hỗ trợ tốt hơn từ Facebook Ads, từ đội nhóm của họ, và bạn sẽ được quản lý fanpage tốt hơn. Ví dụ như bạn có nhiều fanpage và quản lý trên cùng một trình duyệt, cùng một thời điểm, và có thể sử dụng luôn tài khoản cá nhân trong thời điểm này á, thì bạn nên sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Đó. Hoặc là bạn sử dụng những cái tính năng để bạn có thể thêm được quyền hoặc là bớt đi quyền quản trị một cách chuyên nghiệp và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và để tạo ra một tài khoản quảng cáo doanh nghiệp thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì đây? Đầu tiên là bạn cần phải có một cái tài khoản Facebook cá nhân, và bạn cần phải có một thẻ tín dụng. Thẻ này là thẻ Visa, Mastercard đều được, như tôi đã chia sẻ cho bạn ở đầu rồi. Bạn có thể ra ngân hàng và làm rất là nhanh gọn thôi, khoảng chi phí khoảng 50.000 đến 100.000, đôi khi họ cũng sẽ miễn phí cái tạo cái Visa này. Và bạn muốn chạy tài khoản bao nhiêu tiền thì bạn cứ nạp tiền vào Visa và thông chạy. Về lâu về dài tôi chỉ cho bạn cách làm sao đó bạn có thể sử dụng tiền trước, chạy quảng cáo trước nhưng mà trả tiền sau. Hoặc là cách để tạo thẻ tín dụng để bạn có thể gia hạn được thời gian lâu hơn với số tiền nhiều hơn. Đó thì đó là cái bí quyết rồi. Chúng ta sẽ đi về sau này, được chưa? Và ở trong cái cuối phần video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một. Tuy nhiên vậy tôi sẽ cắt từ một video của bạn làm bên PA Marketing. Thì trong video đó bạn sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước, step by step, để bạn có thể tạo được một cái trình quảng cáo doanh nghiệp. Góc độ ở đây thì bạn chỉ cần hướng dẫn và làm theo y chang những cái chia sẻ và những cái hướng dẫn ở trong video là được, được chưa? Và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những video tiếp theo chuyên sâu hơn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để target được tới khách hàng tiềm năng của bạn, làm sao để có thể tìm được những khách hàng sẵn sàng chi trả tiền cho doanh nghiệp và mua sản phẩm của bạn. Đó. Và làm sao đó để chúng ta có thể tạo ra được những cái mẫu quảng cáo đầu tiên cho doanh nghiệp của mình, hay là bí quyết để bạn có thể được chạy quảng cáo một cách hiệu quả, tối ưu được ngân sách quảng cáo, và cách để bạn có thể check được những cái chỉ số đơn giản của một tài khoản quảng cáo. Dĩ nhiên còn rất là nhiều những phần khác nữa. Ok, và hãy đảm bảo rằng là bạn hãy xem hết video này và làm theo hướng dẫn để chúng ta còn đi tiếp được tới những phần về sau. Nhớ hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để tạo một trình quản lý doanh nghiệp. Đầu tiên, để tạo một trình quản lý doanh nghiệp thì bạn cần truy cập vào đường link sau: business.facebook.com/create. Tiếp theo là bạn ấn vào nút tạo tài khoản. Ở đây thì giao diện Facebook sẽ hiển thị ra một cái hộp, và bạn sẽ điền tên của doanh nghiệp mà bạn mong muốn vào đây. Ví dụ như bạn bán vàng thì bạn ghi là Kha Jari hay là trang sức Kha hay vân vân. Bạn có thể điền bất kỳ cái tên nào nó gồm có hai phần, một là tên, hai là phần đằng sau là doanh nghiệp. Thì thường tôi hay đặt tên doanh nghiệp của tôi là Kha Doanh nghiệp, bởi vì cái tên này thì khách hàng không tiếp cận được và mình có thể đặt thế nào tùy ý mình dễ nhớ nhất là được, không quan trọng quá về cái tên. Mình ấn tiếp tục. Tiếp theo là bạn điền tên của mình và email mà bạn muốn nhận thông tin về doanh nghiệp của mình. Ví dụ tôi điền thông tin tên của tôi là KPK và email của tôi sẽ điền là kha.com. Tôi sẽ tiếp theo là tôi sẽ ấn nút hoàn tất thì giao diện của tôi sẽ hiển thị ra là một giao diện của doanh nghiệp, và bạn sẽ ấn vào nút cài đặt doanh nghiệp ở phía bên trên này. Khi bạn ấn nút cài đặt doanh nghiệp thì nó sẽ hiển thị một hộp bên tay trái gồm rất nhiều các cái đà cài đặt của doanh nghiệp, và ở phía bên trên cũng chính là các cái tính năng của doanh nghiệp đó, ví dụ như dự án, đối tác, thanh toán, thông tin doanh nghiệp vân vân. Thì tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn những cách thức để sử dụng quy trình quản lý doanh nghiệp này một cách tốt nhất. Đầu tiên là thành viên, thì bạn có thể thêm bớt những thành viên vào doanh nghiệp của mình với các vai trò khác nhau. Ở đây tôi đã thêm vào cái thành viên của cái doanh nghiệp này là gồm 3 thành viên và đều ở mức quản trị viên. Bạn có thể nhìn vai trò ở đây và email của người tham gia doanh nghiệp ở đây. Nếu bạn muốn chỉnh sửa cái vai trò người này trên doanh nghiệp, bạn có thể ấn một cây bút này trên phần quản lý doanh nghiệp và bạn có thể hạ quyền của người ta xuống thành nhân viên hoặc vẫn để nguyên. Tiếp theo ở đây có thêm một vai trò tài chính, chính là phần thông tin tài chính của doanh nghiệp, thì bạn có thể để cho người này có quyền hạn là không có, hoặc là nhà phân tích tài chính hay người chỉnh sửa thông tin tài chính. Thì cái này là quyền của bạn, bạn sẽ để người ta ở mức nào thì người ta sẽ có quyền hạn ở mức đó. Tiếp theo là phần trang. Phần trang này thì tôi đã xác nhận cái trang vào quy trình quản lý doanh nghiệp này rồi. Khi mà bạn có fanpage của mình, bạn hãy nên xác nhận quy trình quản lý doanh nghiệp để bạn có quyền hạn cao nhất trong cái trang của mình ngay sau khi bạn lập fanpage. Bởi vì khi bạn xác nhận trang của mình vào quy trình quản lý doanh nghiệp thì bạn đã xác nhận bạn là chủ sở hữu của trang này, và đây là quyền cao nhất để truy cập vào trang. Nếu bạn có cho thêm 10 người là quản trị viên nữa mà bạn đã xác nhận trang là quyền sở hữu của doanh nghiệp thì 10 người đó không thể đẩy bạn ra khỏi trang được, và bạn có thể đẩy 10 người đó ra khỏi trang, kể cả 10 người đó là quản trị viên đi chăng nữa, vì quyền cao nhất là quyền sở hữu trang sẽ thuộc về doanh nghiệp. Tiếp theo là bạn có thể tạo thêm tài khoản quảng cáo ở đây bằng cách bạn ấn nút thêm tài khoản quảng cáo ở góc bên tay phải, hoặc nếu bạn chưa có tài khoản quảng cáo nào thì phần tài khoản quảng cáo sẽ hiển thị một hộp ở giữa cũng có nút thêm tài khoản quảng cáo và có 3 mục chọn như sau. Thì bạn sẽ chọn phần tạo tài khoản quảng cáo mới để thêm tài khoản quảng cáo cho quản lý doanh nghiệp này, và bạn sẽ điền tên của tài khoản quảng cáo ở đây và chọn múi giờ là Hồ Chí Minh +7. Tiếp theo là bạn chọn đồng tiền mà bạn muốn thanh toán. Tôi khuyên là bạn nên sử dụng Việt Nam đồng hoặc đô la Mỹ, là hai đồng tiền thông dụng mà hiện tại các tài khoản quảng cáo ở Việt Nam hay sử dụng. Thì bạn ấn tiếp tạo tài khoản quảng cáo, và sau khi bạn tạo, chỉ quản lý doanh nghiệp bạn sẽ xuất hiện một tài khoản quảng cáo có giao diện như thế này, và bạn có quyền trên chỉ quản lý quảng cáo này. Ở đây sẽ có một cái vấn đề là bạn không biết cách để thêm phương thức thanh toán và trình quản lý doanh nghiệp, bởi vì cách thêm phương thức thanh toán trình quản lý doanh nghiệp sẽ khác so với trình quản lý cá nhân. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn các cách thêm phương thức thanh toán của trình quản lý doanh nghiệp bằng cách sau khi bạn tạo, bạn có thể ấn ngay cái nút xem phương thức thanh toán và bạn thêm phương thức thanh toán vào đây. Khi bạn mới tạo tài khoản quảng cáo thì phương thức thanh toán của bạn là chưa có, và bạn sẽ ấn nút xem phương thức thanh toán, và lúc này bạn sẽ ấn nút thêm phương thức thanh toán ở giao diện này, ở cái nút màu xanh, và bạn sẽ sau khi bạn ấn thêm phương thức thanh toán, bạn sẽ điền đầy đủ thông tin của phương thức thanh toán vào đó và bạn thêm như bình thường. Cách thứ hai là bạn vẫn vào trình quản lý quảng cáo của doanh nghiệp và bạn tạo quảng cáo bình thường. Đến bước cuối cùng thì bạn sẽ nhận được cái bảng hiện ra yêu cầu thêm phương thức thanh toán, và bạn lại thêm phương thức thanh toán như bình thường. Ở trong trình quản lý doanh nghiệp sẽ có thêm các tính năng ứng dụng, pixel, danh mục sản phẩm, tài khoản Insta và đối tượng được chia sẻ, danh sách chặn vân vân. thì tôi đã hướng dẫn các bạn 3 kỹ năng gần như là quan trọng nhất của trường quản lý doanh nghiệp để mọi người có thể sử dụng trường quản lý doanh nghiệp một cách tốt nhất đối với cái Facebook. Các bạn lưu ý, một, trường quản lý doanh nghiệp bạn có thể tạo nhiều tài khoản quảng cáo, nghĩa là 2 tài khoản quảng cáo, bằng cách là bạn ấn tiếp là thêm tài khoản quảng cáo mới ở góc bên tay phải này, và bạn làm tương tự các bước như tôi vừa hướng dẫn. Nó sẽ hiển thị ra 2 tài khoản quảng cáo như tôi đưa con trỏ chuột ở đây. Một tài khoản cá nhân có thể có 2 tài khoản doanh nghiệp, bằng cách bạn cũng làm y hệt từ đầu đến cuối các bước tôi vừa hướng dẫn, là bạn lại vào lại business.facebook.com/create, sẽ ra giao diện như thế này, và bạn tạo tài khoản doanh nghiệp tiếp, và bạn sẽ có thể có thêm một doanh nghiệp mới. Như vậy là một tài khoản cá nhân bạn sẽ có 2 chỉ tiêu doanh nghiệp, và bạn có những 4 tài khoản quảng cáo. Đây chính là cách thức để bạn tạo thêm nhiều tài khoản quảng cáo khác nhau. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip.